Trong bài tụng bố cáo Kinh Tam Bảo ngày thứ ba, Đại Đức Ananda đã suy tưởng đều đủ đến các công đức của Phật. Trong đó có 10 pháp Parami, 10 pháp Upaparami, 10 pháp Paramattha. Trong bài Kinh Tam Thập Độ thứ sáu có đoạn Đức Thế Tôn ngài đã trọn đủ 10 pháp đến bờ kia thì con hiểu 10 pháp Parami. Đó là 10 pháp Parami. Đức Thế Tôn ngài đã trọn đủ 10 pháp đến bờ trên thì đó là 10 pháp Upaparami. Đức Thế Tôn ngài đã trọn đủ 10 pháp đến bờ cao thượng thì đó là 10 pháp Paramattha-parami. Hiểu như vậy thì có đúng hay không? Quý vị nên hiểu như thế này nè. Do cái từ ngữ thôi. Nói thì mình có thể chia ra làm ba bậc. Đấy. Là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng thì tương ứng với ba cấp độ đó đó nha. Bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng. Rồi ba parami, upaparami, paramattha-parami. Nó chia tức là ba la mật ấy, chia ra làm ba cấp độ. Đầu tiên quý vị nên nhắc lại một chuyện, ba la mật là gì? Ba la mật là tất cả các thiện pháp nhằm mục đích hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Nha. Tất cả các thiện pháp nhằm mục đích hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Chứ ba la mật ấy, nó không phải là một cái gì đó mà nó kinh khủng, nó cao siêu mà mình nói làm sao để cho người ta không hiểu thì nó mới là ba la mật. Nhiều người họ lạ lắm. Nhắc tới ba la mật thì giống như là nhắc đến một cái gì đó mà nó kinh khủng, nó ghê gớm, nó cao siêu mà phải nói làm sao để mình không hiểu thì nó mới là ba la mật. Nhắc vừa mới nhắc tục đế chân đế xong. Nhắc lại, ba la mật là gì? Là tất cả các thiện pháp nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì đó là ba la mật. Ba la mật ấy, tức là các thiện pháp, mà như vậy thiện pháp nó chia ra làm ba hạng: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Hoặc là quý vị nghĩ là bậc 1, bậc 2 và bậc 3 đi. Thì cái bậc hạ là gì? Là mình làm các cái thiện pháp mà dù cho mình có ảnh hưởng đến tài sản thì mình vẫn làm. Ví dụ như trong mùa dịch này mình bố thí, mình cúng dường các chùa, mình bố thí, mình giúp đỡ những cái người nghèo khổ, mình cho người ta những cái tài sản, mình nhín ăn, mình nhín mặc đó, mình giúp đỡ người khác thì như vậy đó, cái tài sản của mình bị hao hụt nhưng mà mình vẫn hoan hỷ mình làm thì nó là bậc hạ. Nhưng mà nhớ nha, phải nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Hay như là trường hợp mà một cái những cái người đại gia họ hiến cả 100 cái sổ đỏ đó, cả ngàn cái sổ đỏ, rồi họ hiến những cái quỹ mổ tim thì nó là bậc hạ. Nó thuộc bậc hạ, tức là miễn làm sao nó liên quan đến cái tài sản của mình ấy thì nó là bậc hạ. Còn bậc trung ấy là gì? Là tất cả các thiện pháp hướng đến sự giải thoát giác ngộ mà mình phải hy sinh cái sức khỏe của mình, một phần bộ phận cơ thể của mình, mà miễn sao chưa có chết thôi. Ví dụ như những người hiến nội tạng, hiến tạng khi còn sống nha, hiến khi còn sống mà họ hiến nhằm mục đích giải thoát giác ngộ á thì nó là bậc trung đấy. Hoặc là quý vị nhớ đến cái trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất ấy, ngài móc cặp mắt này ra đó, ngài hiến thì nó thuộc bậc trung. Rồi trong trường hợp mà quý vị làm các cái thiện pháp nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ mà dù cho phải bỏ tánh mạng thì quý vị vẫn làm, nó là bậc thượng. Xin lấy ví dụ như quý vị có những người làm tình nguyện viên đến những cái trung tâm dịch bệnh, đến những cái vùng mà chăm sóc bệnh, họ sẵn sàng họ làm vì mục đích ha, cái mục đích việc làm của họ đấy
là để hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Và khi họ làm như vậy đó, họ tham gia tình nguyện ấy, họ sẵn sàng một cái suy nghĩ trong đầu như vậy: tôi sẵn sàng để tôi chết, tôi biết cái việc này nó nguy hiểm đến tính mạng, và tôi sẵn sàng chết tôi vẫn làm. Thì khi mà họ làm như vậy đó, mặc dù họ vẫn còn sống ha, họ vẫn còn sống, nhưng mà với cái suy nghĩ là tôi sẵn sàng tôi hy sinh cái tánh mạng của tôi đấy, thì đó là họ đang hành bậc thượng. Và khi mà họ hy sinh tánh mạng thật sự á, thì đó là cái bậc thượng của họ nó sẽ tròn vẹn hơn một tí nữa. Tức là mình sẵn sàng để hy sinh, nhưng mà mình không hy sinh thì nó sẽ không bằng mình sẵn sàng để mình hy sinh mà rốt cuộc là mình hy sinh. Cho nên ấy, các cái thiện pháp nó có ba bậc, tên gọi thì khác nhau nhưng mà cái đại ý thì nó là như vậy.